Xin chào các em. Như các bài học trước các em đã được học thì các cái đột biến gen hay là đột biến nhiễm sắc thể xảy ra ở người thì nó sẽ do ảnh hưởng của các tác nhân vật lý và hóa học trong tự nhiên. Ngoài ra nó còn do ô nhiễm môi trường và do rối loạn quá trình trao đổi chất ở bên trong tế bào của cơ thể chúng ta thì nó sẽ gây ra các cái bệnh và tật di truyền. Vậy thì có những cái bệnh tật di truyền nào và những cái biện pháp nào để hạn chế bệnh và tật di truyền đó? Thì hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu một cái bài học mới. Bài 29, bệnh và tật di truyền ở người. Trong bài này chúng ta sẽ có những cái nội dung chính như sau. Phần thứ nhất đó là một vài bệnh di truyền ở người. Phần thứ hai là một số tật di truyền ở người. Và phần thứ ba là biện pháp hạn chế phát sinh tật bệnh di truyền. Cái bệnh đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đó là bệnh bệnh Down. Thì ở người bộ nhiễm sắc thể là 2N bằng 46. Có nghĩa là chúng ta sẽ có 23 cặp nhiễm sắc thể. Trong đó có 22 cặp nhiễm sắc thể thường và một cặp nhiễm sắc thể giới tính. Các em hãy quan sát bộ nhiễm sắc thể của người bình thường và bộ nhiễm sắc thể của người bị bệnh Down. Các em thấy có gì khác nhau? Các em hãy chú ý tới cặp nhiễm sắc thể số 21. Người bình thường thì cặp nhiễm sắc thể số 21 có 2 chiếc, còn người bị bệnh Down có cặp nhiễm sắc thể số 21 là 3 chiếc. Như bài đột biến số lượng nhiễm sắc thể các em đã được học. Vậy thì nó ở dạng đột biến nào? Đó chính là thể lệch bội, mà nói cụ thể hơn, ở đây nó chính là thể thể ba nhiễm 2N cộng 1 bằng bằng 47. Cô sẽ giới thiệu về những cái dấu hiệu bên ngoài và về những cái vấn đề sinh lý của những người bị bệnh Down. Thì đây là ảnh chụp người bị bệnh Down. Bệnh nhân thì sẽ có ba nhiễm sắc thể số 21. Bề ngoài các em thấy là bệnh nhân sẽ có các cái biểu hiện như là họ sẽ bé hơn so với những người bình thường. Cổ của họ thì bị rụt lại. Cái má thì như nào? Phệ ra. Miệng lúc nào cũng hơi há ra. Lưỡi hơi thè. Mắt sâu và thường là một mí. Khoảng cách giữa hai mắt cách xa nhau. Và các em quan sát cái ngón tay của họ nè. Ngón tay của họ khá là ngắn. Còn về sinh lý thì họ bị suy đần bẩm sinh và thường là sẽ không có con. Ở châu Âu thì trẻ mới sinh ra mắc cái bệnh Down này chiếm tỷ lệ khoảng 1/700. Đây, cô sẽ giới thiệu về cái cơ chế của những người bị bệnh Down. Đây là cặp nhiễm sắc thể số 21 của bố hoặc là mẹ. Thì trong cặp nhiễm sắc thể sẽ có hai chiếc đúng không nào? Trong quá trình giảm phân thì tách ra tạo nên mỗi giao tử là sẽ có một chiếc. Đây cũng là bố hoặc là mẹ. Nhưng mà đã bị rối loạn trong quá trình giảm phân ở cặp nhiễm sắc thể số 21. Bình thường thì nó sẽ tách ra mỗi cái mỗi chiếc. Còn ở đây rối loạn thì sao? Nó không tách nữa. Một bên giao tử nó sẽ có hai chiếc và một bên không có chiếc nào. Các em nhớ là chỉ có cái cặp nhiễm sắc thể số 21 này bị rối loạn thôi, còn tất cả các cặp nhiễm sắc thể còn lại là vẫn giảm phân bình thường, nên là chúng ta chỉ chênh lệch một cái nhiễm sắc thể số 21 này thôi. Trong quá trình thụ tinh thì giao tử này kết hợp với lại N cộng 1 thì nó sẽ tạo ra hợp tử là 2N cộng 1 và nó gây ra bệnh bệnh Down. Đây chính là cơ chế phát sinh thể dì bội có 2N cộng 1 nhiễm sắc thể. Bệnh Down là cặp nhiễm sắc thể số 21 có 3 cái nhiễm sắc thể. Biểu hiện bé lùn, cổ rụt, má phệ, miệng hơi há, lưỡi hơi thè ra, mắt hơi sâu vào một mí, khoảng cách giữa hai mắt xa nhau, ngón tay ngắn. Về sinh lý thì họ bị suy đần bẩm sinh và không có con. Các em hãy ghi phần này vào trong tập. Bệnh di truyền tiếp theo đó chính là bệnh bệnh Turner.
Các em hãy quan sát bộ nhiễm sắc thể của người bình thường và bộ nhiễm sắc thể của người bị tắc nơ. Thì ở bộ nhiễm sắc thể của người bình thường chúng ta vẫn có 23 cặp. Tuy nhiên, những người bị bệnh tắc nơ, những cái bệnh nhân này thì cặp nhiễm sắc thể số 23 hay là cặp nhiễm sắc thể giới tính đó, nó chỉ có một cái chữ X này thôi, có nghĩa là nó mất một cái nhiễm sắc thể số 23. Và các em thấy là cặp nhiễm sắc thể của người bình thường là XX, ở bên này chỉ có X thôi. Vậy thì chúng ta sẽ thường gặp ở nam hay ở nữ nào? Chúng ta sẽ thường gặp ở nữ, mất một cái nhiễm sắc thể X. Cô xin giới thiệu đây là hình ảnh của bệnh nhân bị tắc nơ. Những cái bệnh nhân này chỉ có một nhiễm sắc thể giới tính và đó là nhiễm sắc thể X. Bề ngoài thì bệnh nhân là nữ, lùn, cổ ngắn, tuyến vú của họ không phát triển. Cái hội chứng này thì nó sẽ xuất hiện với tỷ lệ khoảng 1/3.000 ở nữ. Và chỉ khoảng 2% bệnh nhân tắc nơ là sống đến cái tuổi trưởng thành thôi. Nhưng mà họ sẽ không có kinh nguyệt, tử cung nhỏ, thường mất trí và sẽ không có con. Về cơ chế của bệnh tắc nơ, đây là cặp nhiễm sắc thể giới tính, cặp nhiễm sắc thể số 23. Bố thì có cặp nhiễm sắc thể là XY, mẹ là XX. Thì cặp nhiễm sắc thể XY này phân ly tạo ra hai loại giao tử, đó là X và Y. Rối loạn quá trình giảm phân ở cặp nhiễm sắc thể giới tính của mẹ. Mẹ có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX, rối loạn thì nó sẽ tạo ra một bên là 2X, một bên là không có gì cả. Quá trình thụ tinh diễn ra thì cái X này kết hợp với O là không có cái gì cả, thì nó sẽ tạo ra một hộp tử là chỉ có một cái nhiễm sắc thể X thôi. Thì những người mà bị bệnh tắc nơ này, họ sẽ có bộ nhiễm sắc thể là 2N-1. À, cụ thể hơn, nó được gọi là thể một nhiễm. Và những người này sẽ có 2N-1 bằng 46-1 bằng 45 nhiễm sắc thể. Đây, XO là bệnh tắc nơ. Vì sao cô gọi là O? Tại vì một bên này không có gì cả, thì cô đọc nó là O. Khi mà Y này kết hợp với lại O thì nó sẽ tạo ra hợp tử là IO. Mà những cái hợp tử này thì nó sẽ chết ở trong giai đoạn mang thai. À, tương tự, X này kết hợp với lại XX của mẹ sẽ tạo ra XXX. À, đây được gọi là bệnh siêu nữ. Và nó sẽ gặp ở nam hay ở nữ nào? Nó chỉ gặp ở nữ thôi đúng không? Tại vì trong bộ nhiễm sắc thể nó chỉ toàn X. Rồi, nếu mà giao tử Y này kết hợp với XX này thì nó sẽ ra gì? Nó sẽ ra là XXY. Đây chính là bệnh Klinefelter thường gặp ở nam. Hay là hội chứng Klinefelter mà ở cái bài học mà đột biến số lượng nhiễm sắc thể cô đã giới thiệu cho các em rồi. XXY có nghĩa là 2N cộng 1 bằng 46 cộng 1 bằng 47. Bệnh tắc nơ thì cặp nhiễm sắc thể số 23 chỉ có một nhiễm sắc thể và đó chính là nhiễm sắc thể X. Biểu hiện là nữ, lùn, cổ ngắn, tuyến vú không phát triển. Về sinh lý thì họ sẽ không có kinh nguyệt, tử cung nhỏ, thường mất trí và không có con. Các em hãy ghi phần này vào trong tập. Vậy thì theo các em, cái bệnh tắc nơ này nó có di truyền được hay không? Tất nhiên là không rồi, tại vì không có con làm sao mà di truyền đúng không? Bệnh tiếp theo cô muốn giới thiệu cho các em đó chính là bệnh bạch tạng. Các em đã nghe cái bệnh này cũng khá khá nhiều rồi, nhưng mà hôm nay cô sẽ giới thiệu kỹ hơn. Các em hãy nhìn về hình dạng bên ngoài. Thì cái bệnh bạch tạng là do đột biến gen lặn gây ra. Bệnh nhân thường có da và tóc màu trắng. Mắt của họ màu gì? Mắt của họ màu hồng. Đây là những cái dấu hiệu bên ngoài. Bệnh bạch tạng là do đột biến gen lặn. Bệnh nhân có da và tóc màu trắng, mắt màu hồng. Các em hãy ghi nhận phần này vào trong tập.
Chúng ta chỉ đi khái quát những cái bệnh và tật di truyền thôi, chúng ta không có tìm hiểu sâu hơn, được chưa? Bệnh tiếp theo đó là bệnh câm điếc bẩm sinh. Nghe là chúng ta đã hiểu liền rồi. Câm là không nói được, điếc là không nghe được và sinh ra đã bị nên được gọi là bệnh câm điếc bẩm sinh. Bệnh này là do đột biến gen lặn gây ra, các em hãy ghi phần này vào trong tập luôn. Tiếp theo chúng ta hãy tìm hiểu một số tật di truyền ở người. Đột biến nhiễm sắc thể đã gây ra rất là nhiều hình dạng quái thai và dị tật bẩm sinh ở người. Cô sẽ giới thiệu ví dụ như là cái tật khe hở môi hàm này, hoặc là cái bàn tay mất một số ngón. Ngoài ra còn có là bàn tay nhiều ngón, có nghĩa là trên 5 ngón á. Bàn chân mất ngón và dính ngón. Người ta còn phát hiện ra các cái đột biến gen trội, nó gây ra các cái tật như là xương chi ngắn nè. Bàn chân thì có nhiều ngón. Một số tật di truyền ở người, đột biến nhiễm sắc thể gây tật, ví dụ như là khe hở môi hàm, bàn tay mất một số ngón, bàn chân mất ngón và dính ngón, bàn tay có nhiều ngón. Đột biến gen trội gây tật, ví dụ như là xương chi ngắn, bàn chân có nhiều ngón. Các em hãy ghi phần này vào tập. Vậy thì làm sao để chúng ta phân biệt được đâu là bệnh di truyền hay là đâu là tật di truyền? Bệnh di truyền là các cái rối loạn sinh lý do bẩm sinh, còn tật di truyền là các cái khiếm khuyết về hình thái bẩm sinh. Các cái biện pháp hạn chế phát sinh bệnh và tật di truyền. Muốn có được các cái biện pháp thì đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu được vì sao có bệnh và tật di truyền. Chúng ta phải tìm hiểu được những cái nguyên nhân phát sinh ra bệnh và tật di truyền. Những cái nguyên nhân ví dụ như là các cái hình ảnh này, máy bay của Mỹ đã rải cái chất độc màu da cam ở Việt Nam thì đây cũng là một trong những cái nguyên nhân mà gây ra bệnh và tật di truyền ở người. Hoặc là núi lửa phun ra các cái nham thạch gây ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Đây là hình ảnh đám mây hình nấm do quả bom nguyên tử ném xuống Nagasaki, Nhật Bản vào năm 1945. Đây là các cái tác nhân hóa học đúng không? Nguyên tử thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái cấu trúc của nhiễm sắc thể, cấu trúc của gen của con người rất là nhiều. Đây là những cái nạn nhân bị chất độc màu da cam. Hoặc là các cái nguyên nhân khác như là nguyên nhân do ô nhiễm các cái chất thải ở trong cái môi trường sống của chúng ta, nguyên nhân do ô nhiễm bầu không khí. Ngoài ra, còn do chúng ta phun thuốc trừ sâu quá nhiều và không đúng liều lượng, gây ô nhiễm nguồn nước, gây ô nhiễm không khí, gây ô nhiễm nguồn đất. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của các tác nhân vật lý hóa học trong tự nhiên, do ô nhiễm môi trường và do rối loạn quá trình trao đổi chất ở trong tế bào. Các em hãy ghi phần này vào trong tập. Vậy thì sau khi đã biết được các nguyên nhân này rồi thì chúng ta sẽ tìm ra được các cái biện pháp để hạn chế. Đầu tiên chúng ta sẽ đấu tranh chống sản xuất hay là thử hay là sử dụng các cái vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và các cái hành vi gây ô nhiễm môi trường. Chúng ta sẽ sử dụng đúng quy cách các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ hại và thuốc chữa bệnh. Hạn chế kết hôn giữa những người có nguy cơ mang gen gây các cái tật bệnh di truyền và hạn chế sinh con của các cái cặp vợ chồng nói trên. Các em hãy ghi phần này vào trong tập. Bài hôm nay của chúng ta học là bài 29 bệnh và tật di truyền. Chúng ta hãy củng cố một số phần nội dung chúng ta đã được học trong bài ngày hôm nay. Một vài bệnh di truyền, có bốn cái bệnh chính cô đã giới thiệu, đó là bệnh Down, bệnh tắc nơ, bệnh bạch tạng và bệnh câm điếc bẩm sinh. Bệnh Down là người bệnh sẽ có ba cái nhiễm sắc thể số 21. Bộ nhiễm sắc thể của họ là 2N cộng 1 bằng 47. Biểu hiện về hình thái là họ thường lùn, bé, cổ rụt,
Các cái ngón tay thì ngắn, về sinh lý họ suy đần và không có con. Bệnh Turner là chỉ có một cái nhiễm sắc thể số 23 là cặp nhiễm sắc thể giới tính á, mà chỉ là một cái nhiễm sắc thể ít thôi. Về biểu hiện, về hình thái thì họ sẽ là lùn, cổ ngắn, tuyến vú không phát triển. Về sinh lý, họ sẽ là mất trí, tử cung không phát triển và họ sẽ không có kinh nguyệt. Bệnh thứ ba là bệnh Bạch Tạng, là do đột biến gen lặn. Họ có những cái dấu hiệu đặc trưng như là da và tóc thì màu trắng, còn mắt của họ thì màu hồng. Bệnh câm điếc bẩm sinh cũng là đột biến gen lặn và họ sinh ra là họ đã bị câm điếc bẩm sinh rồi. Một vài tật di truyền, đó là cái tật khe hở môi hàm nè, bàn tay thì thường sẽ là mất một số ngón hoặc là nhiều ngón. Bàn chân cũng vậy, bàn chân nó sẽ mất ngón hoặc là dính ngón. Nguyên nhân sẽ do đột biến gen trội, hậu quả là làm cho bàn chân nó có nhiều ngón hoặc là xương chi của họ thì thường thường ngắn. Về các cái biện pháp hạn chế phát sinh, đó là chúng ta sẽ chống sản xuất nè, chống thử, chống sử dụng các cái chất độc hóa học. Chúng ta sử dụng đúng cách các cái thuốc bảo vệ thực vật nè, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ. Ngoài ra chúng ta còn hạn chế kết hôn và sinh con giữa những người mang cái gen lặn gây hại này. Thì bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.